Giá xăng lập kỷ lục lên 30.000 đồng một lít. Từ 15 giờ hôm nay, mỗi lít xăng tăng khoảng 1.550 đồng lên mức cao nhất từ trước tới nay trong khi các loại dầu cũng đắt hơn năm 1.100 đến năm 1.300 đồng. Liên bộ Công thương Tài chính hôm nay tăng 1.490 đồng mỗi lít xăng ơ 5 RON 92, tăng 1.550 đồng xăng RON 95. Như vậy, giá xăng hôm nay là 28.950 đồng một lít với ơ 5 John 92 và 29.980 đồng John 95. Riêng loại xăng John 95V, loại xăng cao cấp giá đã vượt 30.000 đồng. Đây là đợt tăng giá liên tiếp từ cuối tháng 4 và sau đợt tăng này, giá xăng John 95 đã lập đỉnh mới, cao hơn mức thiết lập hồi giữa tháng 3 là 160 đồng một lít. Còn ơ 5 John 92 thấp hơn mức đỉnh hồi tháng 3 khoảng 30 đồng mỗi lít dầu hỏa là 25.160 đồng một lít, tăng 1.340 đồng. Dầu diesel là 26.650 đồng một lít, tăng 1.120 đồng. Riêng dầu ma đắt giữ nguyên giá bán, là 21.560 đồng một cây di. Cơ quan điều hành tiếp tục không chi quỹ bình ổn với các mặt hàng xăng, dầu diesel. Mức chi quỹ với dầu hỏa tăng lên 300 đồng một lít, kỳ trước là 0 đồng, dầu ma đắt là 33 đồng, kỳ trước là 0 đồng. Mức trích quỹ bình ổn với xăng AON95, xăng ơ 5 aon 92 và dầu diesel là 100 đồng một lít. Dầu hỏa, dầu ma đắt không trích vào quỹ. Hiện một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đang âm quỹ bình ổn. Như tại Petrolimex, doanh nghiệp chiếm khoảng 48% thị phần bán lẻ xăng dầu trong nước, tới trước 15 giờ hôm nay đang âm 53 tỷ đồng quỹ bình ổn xăng dầu. Liên bộ Công thương Tài chính cho biết, thị trường xăng dầu thế giới có nhiều biến động lớn trước những bất ổn địa chính trị và việc EU đưa ra đề xuất cấm vận với xăng dầu từ Nga, hay OPEC không tăng sản lượng như đề xuất của EU. Việc Mỹ công bố mua thêm 60 triệu thùng dầu thô bổ sung cho kho dự trữ khẩn cấp cũng khiến nguồn cung dầu khan hiếm hơn. Các yếu tố này đẩy giá xăng dầu thành phẩm tăng cao. So với tuần trước, giá xăng RON 92 loại dùng pha chế ơ 5 RON 92 tăng thêm gần 8,3% mỗi thùng, RON 95 tăng 8,2%, dầu diesel 5%. Thưa quý vị, học sinh thành phố Hồ Chí Minh khi đi thi đi nhập học từ nay cho đến ngày 28 tháng 12 năm 2022 sẽ được giảm 10% giá vé tàu hỏa. Nhằm tạo điều kiện cho học sinh đi thi trung học phổ thông, đi thi và nhập học vào các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, Công ty Đường sắt Sài Gòn thực hiện chương trình giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu. Riêng học sinh đi thi tốt nghiệp phổ thông trung học, đại học cao đẳng được giảm một vé cho bản thân và một vé cho người thân đi cùng ở cả hai lượt. Điều kiện để được hưởng khuyến mãi là khi mua vé, học sinh cần cung cấp chứng minh thư, căn cước công dân hoặc thẻ học sinh kèm theo giấy dự thi hay giấy báo nhập học. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố yêu cầu tăng cường công tác quản lý hoạt động thí điểm xe 4 bánh có gắn động cơ chở khách du lịch trong tình hình mới. Để đảm bảo an ninh an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo thanh tra Sở Giao thông phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hoạt động của phương tiện đúng tuyến đường, khu vực được phép hoạt động. Đồng thời kiểm tra điều kiện của người điều khiển chạy đúng tốc độ cho phép phương tiện được kiểm định an toàn về kỹ thuật và bảo vệ môi trường xử lý nghiêm các vi phạm nếu có theo quy định